Từ bao đời nay, biển là mẹ của nguồn sống đủ đầy, đem đến sự ưu đãi cho con người. Ký sự biển dọc miền trên sóng do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thực hiện với mục đích đến với thiên nhiên, con người vùng biển Quảng Trị suốt chiều dài từ Vĩnh Thái đến Hải Khê, nơi vừa mới phải trải qua thảm họa ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra. Đời sống và sản xuất của người dân bị ảnh hưởng. Đi dọc theo miền biển để tìm hiểu về cuộc sống, lao động, đời sống văn hóa, xã hội và những suy nghĩ của người dân vùng biển. Thông qua đó, bộc lộ những suy ngẫm, những trăn trở hay những khám phá thú vị, giúp khán giả truyền hình có cái nhìn sâu sắc hơn đối với một bộ phận người dân từ ngàn đời nay gắn bó với biển, can trường, bám biển. Biển bãi ngang, cách người ta hay gọi những làng xã nằm ven biển nhưng không có sông lạch chảy qua. Đó là nơi cư dân sống trên những triền cát hiu hiu gió. Từ bao đời nay, cư dân bãi ngang sống bằng nghề đánh bắt ven biển gần bờ với những ngư lưới cụ, ghe thuyền thô sơ như thuyền nan và thúng. Đời sống của họ lâu nay đã khó khăn, nay thêm bội phần vất vả khi ngư trường truyền thống của họ chưa biết đến bao giờ hồi sinh. Vĩnh Thái, một xã vùng biển bãi ngang nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Trị, nơi có điều kiện thiên nhiên đặc biệt với những bãi biển thơ mộng, đẹp hoang sơ. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá ven bờ, câu mực, lặn biển. Chúng tôi lựa chọn vùng quê biển Vĩnh Thái để bắt đầu chuyến đi tìm hiểu về cuộc sống, nhân tình, thế thái con người nơi đây, một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra. Biển mênh mông nhưng gần như vắng lặng. Chúng tôi gặp người phụ nữ này khi bà bắt đầu một ngày mới bằng việc lùa hai con bò đi ăn cỏ. Bà Nghĩa cho biết vì ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, trong những tháng qua, gia đình bà không thể đi biển để đánh bắt cá được. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Thanh niên Xung phong tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ cho gia đình bà hai con bò để phát triển kinh tế. Nuôi bò trở thành một điều mới mẻ đối với người phụ nữ vốn quen nghề, quen nghiệp với con cá, con tôm này. Bán không được. Ngày xưa là các cháu là đi lặn vào á, là cân tôm là giá trị là 800, mà bây giờ là 500 mà không mua nữa. Vì thế cho nên là kinh tế hoàn cảnh gia đình hẳn khó khăn đó. Các cháu là học hình đó, hai đứa thì bầu nhau giáo nè, còn nó là đi làm vào là cả là không bán được, cho nên là cảm thấy nó khổ, con cái nó khổ, mình phải khổ theo chứ nữa. Bãi biển Thái Lai, cách đây nửa năm, là điểm đến khám phá lý tưởng cho du khách gần xa từ thành phố Đông Hà và những địa phương khác trong tỉnh. Họ đến đây để được tắm biển, ngắm biển, thưởng thức hải sản tươi ngon của vùng biển Vĩnh Thái. Bây giờ, nơi đây vắng lặng điều hưu. Quán Chị Dịu, quán duy nhất trong chuỗi 16 hàng quán buôn bán kinh doanh dịch vụ biển ở đây còn mở cửa. Nhìn qua cũng biết du khách tìm đến đây có còn đông hay không. Theo lời chị chủ ở đây, vì chồng đang còn đi biển nên vẫn mở quán đợi chồng về. Lúc nào có khách thì tranh thủ buôn bán kiếm thêm ít đồng, chứ lời lãi thì không có được như trước. Thì ở đây ở nơi miếng thì biết làm chi, trong khoai trong sẵn thì đó được mấy mình chi, ở lại đây một chắc chi đi chị. Ở đây thì nếu như có bàn khách thì kiểu được, mà hồi tế mẹ nói đi ngày được 100-150 cho bữa đi ngày kiếm 5-30 gì được thôi. Mà hồi tế giống như bên ngành du lịch nhưng mà có được thì bọn chị cũng kiếm chẳng là nộp tiền ăn, tiền học rồi đủ thứ trong nhà trang trải cuộc sống trong nhà, mà chứ không có nữa là ai cũng có một dân nơi miếng đi là chứ mua gạo họ cũng đi nơ, hoặc là kể cả bản thân mà nói họ đi mua một cái chi họ cũng đưa, họ cứ chờ tiền phó mót ra đó họ mới trả được. Phát triển du lịch biển
được chính quyền xã Vĩnh Thái xác định là hướng đi đột phá trong thời gian qua. Với điều kiện bãi tắm đẹp hoang sơ, nhiều hải sản tươi ngon được người ta ví von là ghẹ bò, cá chạy, mực nháy. Nơi đây đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch dịch vụ với quy mô gần 520 ha. Cũng vì thế mà nơi đây đã từng có rất nhiều hộ gia đình kinh doanh dịch vụ, xây dựng quán xá để làm du lịch dịch vụ. Kể từ khi du khách không còn đến tắm biển, nhiều hàng quán đã bị dỡ bỏ, hoang tàn, sơ sát. Trong chuyến đi này, chúng tôi tình cờ và may mắn gặp được bí thư chi bộ thôn Thái Lai. Ông Nguyễn Quang Bái là một cán bộ địa phương đã nghỉ hưu, luôn trăn trở với cuộc sống của người dân trong làng. Ông Bái cho biết, làng chài Thái Lai có gần 200 hộ dân với 800 nhân khẩu. Nếu như trước đây đánh bắt thủy sản mỗi vụ được 170 tấn, thì nay chỉ còn xấp xỉ 50 tấn. Sản phẩm đánh bắt được thì cũng bán rẻ cho các thương lái, không có giá trị như trước đây. Thanh niên trong làng phần lớn đi đến các địa phương ở xa, lên tận huyện miền núi Hướng Hóa làm ăn, hái cà phê mướn. Con em trong độ tuổi đến trường thì có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì điều kiện kinh tế gia đình gặp khó khăn. Có một số lao động vì sự cố biển, hiện tại bây giờ không đánh bắt được thì trong cái độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi chưa có công ăn việc làm thì người ta đi vào các cái vùng công nghiệp của các cái thành phố để ta làm thuê. Thứ hai nữa là có một số hộ gia đình có cái vườn cây cà phê ở Hướng Hóa thì họ lên để họ chăm sóc và thu hoạch của vụ cà phê. Còn một số bà con với một số chị em phụ nữ thì hiện tại bây giờ là không có công ăn việc làm. Đấy. Cho nên là cái này cũng gặp rất nhiều khó khăn cho là chị em phụ nữ, cái lực lượng nữ để mà lao động nông nghiệp thì hiện tại bây giờ là thất nghiệp. Sống bên biển, gắn bó với biển, người dân làng chài Thái Lai vẫn hy vọng một ngày biển sạch trở lại, đem đến cuộc sống ấm no. Có lẽ thế, xưởng đóng ghe thuyền này vẫn hoạt động liên tục, đóng mới thêm nhiều chiếc ghe theo đơn đặt hàng của người dân. Với đặc trưng đánh bắt ven bờ, những chiếc thuyền ở đây được đóng với công suất từ 20 đến 30 mã lực, chất liệu vỏ composite. Sau khoảng một tháng, những chiếc thuyền nhỏ này sẽ được hoàn thiện và phục vụ cho nhu cầu đánh bắt gần bờ. Nghề biển là nghề của bà con vẫn cứ làm bình thường, nhưng sau sự cố biển đã xảy ra như vậy thì bà con cũng vẫn tu sửa đóng thuyền mới để khi nào trời yên biển lặng thì lại bà con lại tiếp tục ra khơi đánh bắt kiếm gì để thu nhập cho gia đình. Thế mới biết được những ngư dân nơi đây trong hoạn nạn họ chỉ biết lấy biển làm điểm tựa cho cuộc sống. Người đàn ông này tranh thủ thời gian nghỉ ngơi về sửa chữa lại chiếc ghe của mình, sắp xếp lại ngư lưới cụ. Anh cho biết ghe thuyền để giữ mưa nắng thế này cũng xót lắm, dù không ra biển được thì cũng phải tu sửa lại kẻo xuống cấp theo thời gian. Làm gì để mưu sinh, phát triển kinh tế trong thời điểm khó khăn không nương tựa vào biển là trăn trở của mỗi gia đình. Trong mỗi bữa cơm, câu chuyện mưu sinh vẫn là điều được bà con ngư dân ở đây đưa ra bàn bạc nhiều nhất. Xã có 840 hộ dân với hơn 3.200 nhân khẩu, nhưng hộ nghèo đến 14,6%. Đó là tỷ lệ trước sự cố cá biển chết hàng loạt. Bây giờ thống kê lại thì con số đó sẽ biến động hơn nhiều. Đặc biệt là ở ba thôn Thái Lai, Tân Mạch và Đông Luật. Bà con chỉ biết đi biển, giờ chuyển đổi như gì là điều đang rất trăn trở. Chúng tôi được biết, trong ngày hôm nay, Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Thái phối hợp với Trung tâm Dạy Nghề huyện Vĩnh Linh mở lớp tập huấn dạy nghề trồng ném cho chị em phụ nữ thôn Thái Lai. Trên bãi đất cát bạc màu này sẽ được chị em phụ nữ gieo trồng hạt mầm ném. Những người phụ nữ với bàn tay trước đây chỉ quen với giỏ cá, con mực thì nay tập tành trồng trọt, cuốc đất, bỏ phân. Họ rất phấn khởi và hy vọng vào sự thành công của loại cây này khi đem vào trồng trên thửa đất của mình. Từ khi cải chế hàng loạt,
thì chị em hội phụ nữ chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thì chính vì vậy là chi hội phụ nữ với các đoàn thể trong địa phương đã kết hợp và nhờ cái sự hỗ trợ của cấp trên thì chi hội chúng tôi đã thành lập được cái mô hình trồng ném cho chị em và tổ chức là trồng trọt chăn nuôi để giống chị em có cái khoản thu nhập để đỡ kinh tế gia đình hơn. Như vậy là tìm hướng đi để phát triển sản xuất thì đã có, nhưng thành công trên vùng đất cát hay không, liệu những người phụ nữ vốn quen việc mua tôm bán cá có rành việc trồng trọt hay không, điều này vẫn không có gì chắc chắn. Chúng tôi đã nghe được điều đó trong những câu chuyện của họ. Từ ngàn đời nay, biển là mẹ của nguồn sống đủ đầy, đem đến sự ưu đãi cho con người. Tuy nhiên, biển nuôi sống người dân thì cũng đem đến cho họ sự tàn phá khủng khiếp, từ bão lụt đến ô nhiễm môi trường biển. Như duyên kiếp, những cư dân sống ven biển vẫn tiếp tục cuộc sống đều đều như tiếng biển. Còn tiếng sóng là còn hy vọng hồi sinh. Làng chài Thái Lai hôm nay chưa thể trở mình phát triển từ những ưu đãi sẵn có về vẻ đẹp hoang sơ mà ít nơi có được. Nhưng những con người nơi đây luôn biết nỗ lực vượt qua khó khăn. Có lẽ sau rất nhiều năm nữa, khi thế hệ những học trò này lớn lên, quê hương của các em mới hết chịu sự ảnh hưởng của môi trường biển. Với tiếng sóng vỗ êm đềm, có những làng quê yên bình, anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, có những địa danh lịch sử nổi tiếng như làng Vịnh Mốc với làng hầm Địa Đạo, làng Tùng Luật với di tích lịch sử Bến Đỏ B. Kết nối những địa danh này là bãi tắm Cửa Tùng, được mệnh danh là nữ hoàng của bãi tắm. Trong tập tiếp theo của ký sự Dọc miền trên sóng, mời quý vị và các bạn ghé thăm làng biển Vịnh Mốc, bãi tắm Cửa Tùng, di tích lịch sử Bến Đỏ B của làng Tùng Luật với những điều mới mẻ, những giá trị lịch sử văn hóa cần tìm hiểu và khám phá.